bao nhiêu người nhưng mà em cũng không không đến được với ai ấy chị. Lý do tại sao vậy em? Em cũng khá là nhạy cảm ấy, cho nên là em biết là người ta có ý với mình hay không. Nên là em cảm thấy là không có ai có tình cảm thật sự với mình cả. Em có đa nghi quá không? Dạ chắc không phải đâu chị. Chứ làm gì mà không có ai thiệt tình với mình? Một cô gái tài giỏi, xinh đẹp, dễ thương, trẻ trung như vậy, sao em lại nghĩ là không có ai thiệt tình với mình? Thì có thể là người ta cũng chỉ muốn quen chơi chơi vậy thôi hả chị? Nói chung là chưa gặp đúng người thôi. Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa với phiên bản ghép đôi thần tốc. Xin kính chào quý khách. Thay mặt hãng hàng không ghép đôi thần tốc, tiếp viên Minh Tâm cùng toàn thể thành viên phi hành đoàn hân hạnh chào đón quý khách trên chuyến bay mang số hiệu không biết khởi hành từ thủ đô Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bay dự kiến là 40 phút. Vì lý do an toàn, quý khách không sử dụng điện thoại trong suốt chuyến bay. Quý khách vui lòng cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, đóng màn ăn, mở tấm che cửa sổ và không hút thuốc. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp. Dạ, cảm ơn cô tiếp viên hàng không thật là dễ thương đó. Em chào chị ạ. Đạt cho biết cảm xúc của em như thế nào? Lần đầu tiên em thấy nghe qua lời giới thiệu rất là hoành tráng chị ạ. Hoang mang không? Hoang mang không? Sợ hết hồn chị mén chị ạ. Sợ hết hồn chị mén à? Tâm ơi, hiện tại là mình đang ở đâu vậy Tâm? Em đang sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Và em đến từ Tuyên Quang ạ. Tuyên Quang, nhưng mà hiện tại giờ mình đang ngồi ghi hình ở đâu đây nè? Dạ, ở Hà Nội. Ở Hà Nội, em đang sống với ai vậy em? Dạ, em hiện tại thì em sống một mình ạ. Còn gia đình Gia đình em thì vẫn ở Tuyên Quang. Gia đình vẫn ở Tuyên Quang. Rồi mình làm tiếp viên hàng không hả cưng? Vâng ạ. Trời ơi, dễ thương quá à. Một cái màn ấn tượng rất là đặc biệt ha. Bây giờ tới phiên Đạt nè, bây giờ em giới thiệu về mình nè. Mình đang sống ở đâu vậy Đạt? Dạ, em thì em sống ở Hà Nội chị ạ. Hà Nội luôn. Đâu, hai bạn thử trao đổi coi Hà Nội mà mình có gần nhau không? Chỗ nào vậy? Hà Nội cũng nhỏ thôi mà, 36 phố phường. Em thì em ở dưới Thanh Trì chị ạ. Dạ em sống ở gần Cầu Giấy ạ. Cầu Giấy và Thanh Trì gần nhau không? Nếu mà chạy ở Khuất Duy Tiến chạy lên thì nó phải rơi khoảng 10 cây chị ạ. Thế thì cũng là quá sướng rồi. Bây giờ mình hẹn hò với nhau online mà được một cái một phát là gặp nhau luôn. Hẹn hò với nhau chính thức luôn, quá tiện nha. Đạt ơi, mình đang sống với ai? Em thì em sống gia đình em ạ. Rồi, gia đình mình đông anh em không? Em thì em có một đứa em gái cách em 10 tuổi. Rồi hiện tại em đang làm công việc gì? Em hiện tại thì em làm bên phòng chăm sóc khách hàng của bên VTC Mobile ạ. Tức là chuyên về mảng về chăm sóc khách hàng về game ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của Đạt là gì nè? Về điểm mạnh của em thì nói chung là em học về công nghệ tin ra ấy, thì em cũng là người cũng khá nắm bắt những nghệ về đồ công nghệ tin. Dựa nhà về đồ điện, đồ nước này, điện nước này. Rồi các cái đồ máy tính thì em có thể tự động em sửa được. Còn cái nhược điểm của em chắc là em lắm mồm và em hay cà khịa quá đà đấy. Cà khịa là sao? Gần như ai em tin gọi em hay trêu. Điểm mạnh, điểm yếu của Tâm là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em luôn sạch sẽ và ngăn nắp ạ. Em là người sống có nguyên tắc và trách nhiệm. Và em cũng hay đặt mục tiêu cho mình để bản thân mình cố gắng. Mục tiêu hiện tại của em, mục tiêu ngắn trong là gì mà mục tiêu dài là gì? Em sẽ được thăng chức lên trong sự nghiệp của em thì là như vậy ạ. Muốn tăng lên là tiếp viên trưởng hay là cái gì? Tăng lên là tăng lên tiếp viên trưởng không? Kiểu như là tiếp viên trưởng ấy chị. Còn trẻ mà chắc chắn chúc em mau thăng chức nha. Dạ em mong, cũng mong vậy ạ, em cảm ơn chị. Rồi còn gì nữa nè? Khi mà đói thì em dễ bị nổi quạu ấy chị, em nổi cáu ấy ạ. Thường nổi cáu. Với lại một cái nữa là em chưa dành được nhiều thời gian cho việc vận động ạ. Ok. Về tình yêu thì sao? Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Tình yêu... Em có một tình yêu duy nhất từ rất lâu rồi ạ. Và chúng em không đến được với nhau bởi vì do là khoảng cách địa lý. Và cái thời gian điểm đấy thì em cũng còn trẻ. Và em không nghĩ đến chuyện là kết hôn. Là người đó ở đâu mà xa? Dạ người đó thì hiện tại thì đang ở nước ngoài rồi chị ạ. Nhưng mà lúc quen nhau, lúc yêu nhau là ở Việt Nam? Dạ đúng rồi chị ạ. Rồi sau đó người đó mới đi nước ngoài cho nên là mới về địa lý nó mới xa. Đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà hình như vẫn còn, lâu lâu vẫn còn nghĩ tới phải không? Vẫn còn bị ảnh hưởng đúng không? Dạ không chị. Không chị. Lâu nay em quen bao nhiêu người nhưng mà em cũng không đến được với ai ấy chị. Lý do tại sao vậy em? Em cũng
khá là nhạy cảm ấy, cho nên là em biết là người ta có ý với mình hay không. Nên là em cảm thấy là không có ai có tình cảm thật sự với mình cả. Em có đa nghi quá không? Dạ chắc không phải đâu chị. Chứ làm gì mà không có ai thiệt tình với mình. Một cô gái tài giỏi, xinh đẹp, dễ thương, trẻ trung như vậy, sao em lại nghĩ là không có ai thiệt tình với mình? Thì có thể là người ta cũng chỉ muốn quen chơi chơi vậy thôi hả chị? Nói chung là chưa gặp đúng người thôi. Rồi vậy Đạt tình duyên Đạt sao rồi Đạt? Mấy mối tình rồi cưng? Mối tình mà sâu đậm nhất thì em chắc có hai mối tình thôi. Hai mối tình à, mối tình đó như thế nào nè? Vâng, cái mối tình đấy thì thực ra là cũng chuẩn bị đến, gọi là đến hôn nhân rồi ấy. Nhưng mà rồi chung là cũng bị tình trạng mà tan vỡ hết. Lý do? Tại vì cũng có thể là một phần là do địa lý xa. Thì em cách bạn ấy phải ba nhà cách nhau 300 cây à. Đấy rồi lại là bên đó thì nhà họ thì toàn con gái. Thì đôi khi là họ gọi là gả xa này họ có cái gì đó là họ sẽ quan ngại hơn. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một mẫu người bạn trai có hiểu biết và tính cách tốt thôi ạ. Tính cách tốt là tính cách em không sao? Có nhiều tiêu chuẩn lắm đâu chị. Cũng phải có và người đấy thật lòng thôi ạ. Cũng phải có tiêu chí chứ, về ngoại hình hay về tính cách như thế nào chứ. À nếu mà được về ngoại hình thì càng tốt ạ. À? Ngoại hình thì cao hơn em. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m 65 ạ. 65, dạ cũng cao dữ nha. Gái 1m 65 là cao rồi đó. Đạt cao nhiêu Đạt? Em 1m 75 chị ạ. À, may quá, hết hồn. À, cái điểm mà em không thích ở người một người thì đấy là cái sự dối trá. À không, sự không thành thật. Em có biết những người mà đang ví dụ như đang làm ở vị trí cao gì đó và cái cách mà họ đối xử với những người có vị trí chẳng hạn thấp hơn hoặc cao hơn thì nó khác nhau. Thì em cũng không thích những cái người như vậy. Đó gọi là thượng đội hạ đạp. Dạ. Vậy còn Đạt, em mong muốn tìm một người bạn gái, một cái người vợ tương lai mình là người như thế nào? Em thì nói chung bây giờ tầm tuổi này có những đơn giản hơn thôi. Thì vì là đối với em ấy thì em chỉ mong sao là lấy một người nào đó người ta hiểu mình thôi. Rồi ngoài ra thì về hình thì chung là cũng ưa nhìn một chút là được. Chứ còn em cũng không có gì nó quá khắt khe đâu ạ. Thế sau này ví dụ mình tiến tới hôn nhân thì em sẽ sống riêng với vợ hay là sẽ sống cùng với gia đình? Chắc chắn là em sẽ lựa chọn phương án sở riêng chị ạ. Sẽ bảo vệ được vợ mình hơn. Thì vì là cũng không thể tránh cái chuyện mà gọi là mẹ chồng nàng dâu được. Trước mắt là như vậy, còn sau này mẹ già trăm tuổi thì tính sau ha. Dạ vâng. Vâng. Rồi, thế thì bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn gặp nhau, trò chuyện với nhau nha. Nãy giờ mình chưa mới nghe tiếng à, mình chưa nhìn thấy mặt. Hy vọng là đường truyền sẽ tốt để cho các bạn nhìn thấy mặt nhau thật là rõ. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove, kết nối yêu thương. Xin mời phòng máy cho kết nối đi ạ. À. Thấy nhau chưa? Em thấy rồi ạ. Thấy chưa Đạt? Em thấy rồi. Ok. Em thấy rồi ạ. Rồi bây giờ hai bạn nói chuyện với nhau đi, hỏi nhau về tình yêu, về quan điểm sống ha. Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại, đồng ý không? Dạ vâng, em chị. Chào bạn nhé. Hiện tại là biết là hiện tâm đang là cụ thể là tâm nó là tâm đang làm ở hàng không đúng không? À, ừ, tớ làm trong ngành hàng không cũng 2 năm nay rồi. Wow. Tức là làm cái hàng không thì không biết là công việc của tâm cũng phải đi làm lại rồi rất có những thất thường không? Công việc của tớ thì cũng khác thường đấy, bởi vì đặc thù của nó mà. Nhưng mà tớ vẫn có thể dành thời gian cho gia đình được. Một ngày, một tuần thì có thể là đi làm nghỉ được khoảng 2-3 ngày. Làm việc thì làm việc nhưng mà vẫn có ngày nghỉ để cho cái sức khỏe mình được phục hồi để đảm bảo cho công việc ấy. Ủa, thế khi mà nghỉ thường rảnh thì Tâm hay thường đi đâu? Rảnh tớ gặp bạn bè. Vì tớ cũng sẽ sống xa gia đình, nếu như nghỉ dài thì tớ sẽ về thăm bố mẹ tớ. Khá giống quan điểm mình thì ra là mình cũng ở nhà, có một nhà ở dưới Mỹ Đức ấy. Thì là mình thỉnh thoảng mà nghỉ thì mình quay về quê, mình đi quay vlog với cả một số anh em ở dưới quê mình nữa. Ờ, tớ thấy cái nút bạc đằng sau lưng Đạt ấy. Đây, được, đây rồi. Ờ, YouTuber ạ.
Thực ra là cái YouTuber thì hiện tại là mình cũng đang dừng một chút, thì mình đang làm streamer. Hiện tại là đang cũng không biết là tầm 29 tuổi này về tâm ở nhà bố các cụ là có hay dục về cái chuyện lấy vợ được không? À, lấy chồng không? Nếu mà dục thì thật ra tôi cũng không để tâm lắm. Bởi vì mình cũng không thể nào mà điều khiển được cái vấn đề là mình cũng sẽ gặp ai ấy. Mình cũng không biết là sau này mình sẽ gặp người như thế nào, nên là mình không thể quyết định được. Thôi thì duyên số. Không biết là cho qua cái video này thì Tâm thấy mình người thế nào. Tôi nghĩ là cậu là một người biết theo đuổi cái công việc, cũng là một người biết lo cho sự nghiệp ấy, về tương lai. Tớ nói thật, tớ mà quen với cả bạn ấy thì suốt ngày tớ bị trêu xong rồi là cả khịa thứ ấy chắc là... Không, đấy là một số đối tượng thôi, quen, ví dụ là ở trên công ty, quen ông nào làm trêu thôi. Thì Tâm không có gì hỏi về lại mình đâu. Alo, alo, sao im gu bà gù vậy? Không ai nói chuyện với ai hết trơn vậy? Tại vì em hỏi bạn rồi, bạn không hỏi em chị ạ. Trời ơi, thì mình chủ động luôn đi. Ta là phụ nữ mà mới gặp lần đầu biết nói gì giờ. Ủa sao, nhưng mà giờ hai bạn đã chia sẻ về cái quan điểm về tình yêu của mình chưa? Ví dụ như là thí dụ như theo như Đạt thì mình có thích cái người vợ của mình là cũng ra ngoài bươn chải phụ mình làm việc để mà mưu sinh, hay là chỉ muốn vợ ở nhà chăm sóc vun vén trong gia đình? Em thì quan điểm của em thì em vẫn mong vợ mình đi ra ngoài làm bươn chải làm hơn. Tại vì khi mà họ được ra ngoài chúng ta họ làm việc ý, thì họ sẽ thấy là mình bình đẳng hơn, là không bị có gì đó phụ thuộc quá bên chồng. Và ngoài ra là khi mà có phụ nữ mà họ đi làm, họ cầm tài chính thì được cảm giác đi, họ có gì đó họ tư tưởng, họ sẽ phấn đấu hơn và cùng đóng góp với gia đình mình hơn. Em nghĩ trong gia đình thì ai sẽ là người quản lý về tài chính? Em nói chung là nghĩ là cả hai chị ạ. Còn Tâm, em thì nghĩ như thế nào? Cái này cần có sự đồng thuận. Còn em thì em như nào cũng được ạ. Như nào cũng được là sao? Nếu như mình nghĩ mình là người giỏi vung vén, mình là người tay cầm thì tay hòm chìa khóa, mình chi tiêu tốt, thì là mình phải dành cái phần chi tiêu gì về cho mình. Hoặc ví dụ như quan điểm của Y Tường nè, là không ai quản lý tài chính cả, mà chúng ta có một cái điều mọi thứ đều công khai và chung của vợ chồng, là chung cùng đi làm, cùng xây góp quỹ chung, rồi chi tiêu cái gì trong nhà, mua cái này mua kia, gia đình con cái, mọi thứ đối với Tường là chị Tường thích chung vậy đó. Nhưng mà có người là thích là nam, có người là thích là nữ, tùy. Vậy thì ai là người giỏi về vấn đề tính toán tài chính hơn thì người đấy giữ. Em có ngại là lập gia đình phải làm dâu không Tâm? Dạ em không ngại đâu chị ạ. Thế mình muốn có bao nhiêu con? Chắc tối đa khoảng 2 ạ. Đạt thì sao? Mình thích con trai hay con gái đầu lòng Đạt? Con cái thì là của trời cho, nhưng mà em thì bắt đầu thích con đầu là một con gái hơn. Tại vì con gái nó sẽ có thể là tình sẽ tình cảm bố hơn. Ồ, đúng rồi, con gái là nhờ đức cha nha. Rồi, thế bây giờ quay lại câu chuyện tình yêu của hai bạn. Mặc dù là mình cũng không phải là chia sẻ được với nhau quá nhiều, nhưng mà về cảm xúc hay là suy nghĩ thì không biết là Đạt cảm nhận như thế nào về cuộc hò hẹn ngày hôm nay, cảm nhận như thế nào về cô gái mà mình đang trò chuyện. Quay bạn này cũng là một người rất khá là xinh xắn, và ngoài ra cái cách mà bạn chia sẻ về cuộc sống công việc của bạn thì em thấy là bạn là một người khá là chín chắn và có thể suy nghĩ về rất là sâu xa về cuộc sống này, về gia đình. Bạn thì, em lúc mà bạn nói là bạn là người năng nát, chắc là bạn sẽ là người có thể rèn được cái tính bướng bỉnh của em. Ok, vậy là những tín hiệu, những cái đầu tiên là những cái cảm xúc rất là tốt. Thế còn Tâm thì sao? Mình cảm nhận như thế nào về cuộc nói chuyện ngày hôm nay? Dạ em thấy bạn nói nhiều, có khi nói nhiều như vậy có khi là đỡ cho em, tại vì em thường không nói ra cái cảm xúc của mình nhiều lắm. Nếu như ngày hôm nay mà mình đồng ý hẹn hò với nhau thì các bạn nghĩ bao giờ mình sẽ gặp nhau trực tiếp, có cuộc hẹn hò trực tiếp ở bên ngoài? Cho chị Tường nghe thử coi. Em thì em nghĩ là sau khi mà chương trình cung cấp thông tin của bạn thì em sẽ chủ động luôn ạ. Nhanh ngay vào luôn. Rồi thế bây giờ chị nói như thế này nha. Nếu như hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau trong chương trình Ghép Đôi Thần Tốc thì chương trình sẽ gửi ngay thông tin của hai bạn cho nhau để hai bạn trực tiếp liên lạc. Thế bây giờ hai bạn đã chuẩn bị sẵn cho dì Tường cái mặt biểu tượng mặt trăng và mặt trời chưa? Dạ rồi ạ.
Rồi, hãy kiểm tra lại, nhìn kỹ đi ạ. Bởi vì mình nhắm mắt lại, mình đừng có đưa lên trật nha, đưa lên cho đúng nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như đồng ý hẹn hò thì mình đưa mặt trời, nếu không đồng ý thì mình đưa mặt trăng. Kiểm tra lại một lần nữa hai cái biểu tượng trên tay mình đi ạ. Được chưa? Rồi ạ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Thật ra chị Tường nói như thế này, bây giờ cuộc sống nó rất là vội vã và ai cũng có nhiều cái công việc, nhiều áp lực trong cuộc sống. Đôi lúc mình cũng không có dành những cái thời gian riêng tư cho bản thân mình. Thì đó là lý do tại sao mà nhiều chương trình mai mối ra đời và nhiều các bạn trẻ tìm đến với chương trình. Thì đối với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc cũng vậy, chị Tường chỉ dành cho hai bạn một cái cơ hội để mình gặp được nhau thôi. Còn có nắm bắt cái cơ hội đó hay không vẫn là quyền của các bạn nha. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì đưa cái biểu tượng của mình lên nhé. 1 2 3. Trời ơi, tôi phải bịt mắt tôi hí hí tôi coi á. Nhưng mà rõ ràng thì Tường thấy trước tiên nè, trùng khớp là hai bạn cùng ở Hà Nội nè, thì cũng thuận tiện cho việc mình thăm hỏi nhau, quan tâm nhau. Và hy vọng với một cái khởi đầu tốt đẹp ngày hôm nay, các bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn, như chủ động là bạn Đạt nhé. Mình thanh niên mình hãy chủ động hơn. Mà chị tin là em sẽ làm được. Trời ơi, một dreamer mà dữ dằn lắm. Rồi, chị chúc cho hai bạn sẽ có những cái thời gian gặp gỡ hẹn hò với nhau thật là vui. Còn nếu như mà xa hơn nữa, có cái gì hay hấp dẫn hơn nữa thì nhớ báo cho chị Tường với là báo cho chương trình biết nha. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều.